Xin chào các bạn ạ. Mình là Thanh. Mình là Saku. Hôm nay chúng mình sẽ mang đến cho các bạn một clip vô cùng chất lượng. Nó sẽ giúp bạn đi từ khá tiếng Nhật lên giỏi tiếng Nhật. Như hôm trước trong một clip chia sẻ về bí kíp học tiếng Nhật của mình á, thì mình có chia sẻ mọi người rằng là cái hồi mà mình học sinh viên thì lúc đó mình có một năm là chuyên cùng với một bạn Nhật luyện dịch các mẩu tin từ tiếng Việt sang bên tiếng Nhật. Thì cái khoảng thời gian đó nó khiến cho mình cảm thấy là tiếng Nhật nó tiến bộ lên rất là nhiều. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng mình sẽ làm cái concept học tiếng Nhật đó vào những cái clip như thế này. Và khi mà theo dõi một clip như thế này thì các bạn, trước tiên các bạn hãy cùng nghe với bạn Saku ở đây một cái mẩu tin bằng tiếng Việt, thì bọn mình sẽ dịch theo từng câu một nhá. Thì khi mà cứ bọn mình hết một câu một thì các bạn hãy dừng màn hình lại và tự thử dịch bằng tiếng Nhật ra. Sau đó hãy cùng xem lại, tham khảo lại cái phương án dịch của Saku-chan nhá. Thì hy vọng rằng clip ngày hôm nay nó khá là mới mẻ và rất mong là nó sẽ giúp ích cho mọi người và sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nhá. Ok, vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Được ạ, Saku-chan, kyou yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu. Buổi sáng của ngày đầu năm mới thật sự là rất yên bình. Nasan dekimashita ka? Ganjitsu no asa wa totemo heiwa de odayaka desu. Ngày đầu tiên năm mới là ganjitsu, còn yên bình là odayaka. Tôi đến chùa từ sớm nên cũng chưa đông người. Chùa rất yên tĩnh. Watashi wa souchou ni reihai ni itta node mada kondeimasen deshita. Tôi đã chắp tay trước Đức Phật, cầu mong cho một năm mới có thể thực hiện được những mục tiêu mình đặt ra. Trong lòng tôi cảm thấy thật sự tĩnh lặng và bình yên. Có thể tìm được những giây phút yên bình như vậy trong lòng Hà Nội là điều vô cùng quý giá. Đến chùa vào sáng sớm mùng 1 Tết, lắng mình trong không gian tĩnh mịch, yên bình. Tản bộ thong dong trên các con phố vắng vẻ và yên tĩnh. Bắt gặp những chú chim bồ câu đang được người dân cho ăn vào buổi sáng. Hay tình cờ bắt chuyện với một gia đình trẻ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ăn Tết. Hà Nội để o shōgatsu o mukaeru Ho Chi Minh kara kita okai fūfu to gūzen sōgū shimashita. Gūzen là tình cờ. Đối với ông Ando, Tết có lẽ đã trở thành khoảng thời gian vô cùng đặc biệt. Ando-san ni totte Tết wa tokubetsu na jikan ni narimashita. Có lẽ bây giờ tôi còn mong ngóng thời khắc Tết của Việt Nam hơn là thời điểm đón năm mới ở Nhật Bản. Từ trước Tết, khi thấy mọi người tất bật mua sắm đủ thứ, chở theo những cành đào, chậu quất trên chiếc xe máy, là tôi cảm thấy Tết đã đến rất gần. Momo, kim kan o hakobu bike o mite, teto ga mou sugu chikazuite kuru koto o jikkan shimasu. Chikazuku là đến gần. Không khí Tết ở khắp mọi nơi, bản thân tôi cũng cảm thấy rộn ràng. Teto no kuuki ga kakuchi de afurete iru to, watashi mo wakuwaku shimasu. Nhớ lại lần đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, tôi đã rất bất ngờ khi thấy sự khác biệt giữa một Hà Nội thường ngày với một Hà Nội đặc biệt vào ngày Tết. Hà Nội lại có thể trở nên vắng vẻ, yên bình như thế này ư? Hajimete Vietnam de o shōgatsu o mukaeta toki ni, fudan to chigatte,
ハノイがこんなにも静かになることに驚いたことを今でも覚えています。Nhiều cửa hàng, cửa hiệu cũng nghỉ Tết. テトでどの店もお休みしています。Tôi đã không biết phải làm thế nào, nhưng rồi tôi hiểu Tết là thời gian sum họp với gia đình, bạn bè. なので私は何をすればいいかと戸惑いましたが、テトは家族やお友達と過ごす大切な時間ということを理解しました。Cũng chính xác với hình dung của tôi về con người Việt Nam luôn coi trọng gia đình. これは家族を大切にするというベトナム人のイメージと一致します。Bên cạnh gia đình trong suốt kỳ nghỉ, cùng ăn uống, chia sẻ, chuyện trò, điều đó khiến tôi thấy thật tuyệt vời. 連休の期間に家族と一緒に食事をしたり、ご飯を食べたりすることは改めて素敵だなぁと実感しました。各番大入店なお広報本。これからもたくさん復習して一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。